Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 3, theo tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, đơn vị đã có báo cáo cụ thể về nghi vấn biển thủ tiền công đức xảy ra tại đền ông Hoàng Mười. Theo báo cáo, đền ông Hoàng Mười được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2002. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Ban quản lý di tích lịch sử đền ông Hoàng Mười có quy chế hoạt động của ban quản lý, tổ tác nghiệp, tổ bảo vệ và tổ phục vụ. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực. Bộ máy làm việc thường trực có 3 người, ban quản lý gồm 14 người, trong đó tổ tác nghiệp 7 người và tổ bảo vệ 8 người. Hàng ngày công việc điều hành thành viên làm việc chia thành 4 ca trực, mỗi ca 6 đến 7 người có đầy đủ thành phần thành viên ban quản lý, tổ tác nghiệp, tổ bảo vệ. Theo quy chế hoạt động của ban quản lý, các ca trực có nhiệm vụ gom tiền giọt dầu trên các bàn thờ bỏ vào két thùng giọt dầu. Trong quá trình thu gom tiền giọt dầu vào ngày 25 tháng 2 đã xảy ra sự việc ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Quản lý Di tích đã phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên và đoàn kiểm tra của huyện để điều tra xác minh vụ việc, đồng thời yêu cầu ca trực ngày hôm đó báo cáo cụ thể. Đến sáng ngày 29 tháng 2, Ban Quản lý Di tích tiến hành họp kiểm điểm các cá nhân có liên quan trong ca trực ngày 25 tháng 2, cụ thể tạm đình chỉ công việc đối với hai thành viên trong ca trực liên quan được cơ quan báo chí phản ánh trong video. Báo cáo nêu, sau khi có kết quả điều tra xác minh của cơ quan thẩm quyền, Ban quản lý sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên có các hình thức xử lý phù hợp trên tinh thần không bao che hành vi vi phạm, sai đến đâu xử lý đến đó. Thời gian tới, huyện Hưng Nguyên sẽ lắp đặt thêm camera giám sát tại nơi đặt thùng niêm phong nguồn tiền công đức để đảm bảo công tác quản lý, giám sát, bổ sung các biển khuyến cáo du khách không đặt tiền trên ban thờ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương xác minh làm rõ mức độ sai phạm của từng cá nhân, tổ chức, sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định bà hoàng thị hoài thanh trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử đền ông hoàng mười cho biết hiện công an đang vào cuộc nên chưa có kết luận là hai cá nhân trên có biển thủ tiền công đức hay không chờ công an điều tra xác minh xong thì mới có thông tin chính thức